đội tuyển Việt Nam không còn huấn luyện viên Trussi, sự ra đi cần thiết. Ngay khi trong đội hình một đội tuyển có Ronaldo hay Messi, thì huấn luyện viên trưởng vẫn phải là linh hồn của đội tuyển, chứ không phải cầu thủ ngôi sao là linh hồn. Chúng ta thấy gì từ linh hồn của đội tuyển Việt Nam suốt một năm nay? Người hâm mộ cho tới giờ phút này nhận xét, lối chơi của đội tuyển Việt Nam là lối chơi vô hồn. Nghĩa là, lối chơi ấy không có huấn luyện viên trưởng. Bây giờ, ông Trussi nên thính tai một chút để nghe những ý kiến, phản ứng của người hâm mộ Việt Nam. Dĩ nhiên, ông chưa biết tiếng Việt. Nhưng ông có phiên dịch cơ mà. Chỉ cần, ông yêu cầu, phiên dịch phải dịch cho đúng, cho sát những ý kiến, phản ứng đang rần rần của người hâm mộ. Với một huấn luyện viên, đừng bao giờ bịt mắt bịt tai trước người hâm mộ. Ông Philippe Trussi không còn là huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam trong khi rất nhiều phương tiện truyền thông quốc tế đều công nhận, thậm chí ca ngợi người hâm mộ bóng đá Việt Nam là những người hâm mộ tuyệt vời nhất thế giới. Không ai đòi hỏi bóng đá Việt Nam phải lập tức vươn lên đẳng cấp thế giới, phải đoạt bằng được vé tham dự World Cup, phải thế này thế khác. Người hâm mộ Việt Nam mặc dù rất yêu đội tuyển của mình, nhưng họ là những người bình tĩnh, có đầu óc thực tế, chứ không hề ảo tưởng. Nhưng từ ngày ông Trussi lên làm huấn luyện viên trưởng, đội tuyển đá 14 trận, chỉ thắng 4 trận, không hòa trận nào và thua tới 10 trận, mà trong đó có rất nhiều trận thua trước các đối thủ không phải quá mạnh. Không phải là những ngọn núi lớn, thì dù khiêm nhường tới đâu, người hâm mộ Việt Nam cũng không thể chịu nổi. Huấn luyện viên Trussi đã trở thành cựu huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam và U23. Một khán giả đã nói rằng, bóng đá không chỉ là bóng đá mà còn là thể diện quốc gia. Nếu ông Park Hang-seo có công làm người Việt Nam có thể tự hào với đội tuyển của mình, thì ông Trussi chỉ trong vòng chưa đến một năm đã thua liễn xiển ở mọi đấu trường, đưa bóng đá Việt Nam tụt xuống 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Hàng triệu người hâm mộ bình thường thì nói ngắn gọn hơn, như tấm bảng chúng ta đã thấy trên sân Mỹ Đình, Trussi Oud. Tôi là người hâm mộ không biết tiếng Anh, những câu này thì tôi biết. Highlight Việt Nam 0-3 Indonesia, thất bại toàn tập vòng loại World Cup 2026. Bây giờ chính là thời gian mà người hâm mộ Việt Nam nhớ tiếc huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều nhất. Sao mà có một huấn luyện viên vừa tài giỏi vừa khiêm tốn vừa dễ thương như vậy cơ chứ? Còn nhớ, huấn luyện viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung khi đưa được đội bóng mình dẫn dắt đoạt vé dự World Cup bóng đá nữ. Ông đã trở thành thần tượng của người hâm mộ Việt Nam. Và ông Park, khi nhận đội tuyển bóng đá nam từ ông Mai Đức Chung, ông Park đã tỏ ra sự tôn trọng chân thành trước người tiền nhiệm của mình. Không như ông Trussi, khi tiếp thu đội tuyển từ tay ông Park, đã gần như phủ nhận tất cả những thành tích mà ông Park có được. Ông Trussi muốn lập tức tạo ra sự khác biệt với huấn luyện viên tiền nhiệm, để chứng tỏ mình. Kết quả thế nào, chúng ta đã biết. Thế nên, sự chia tay của VFF với huấn luyện viên Trussi là cần thiết, sự ra đi của ông Trussi vào lúc này là cần thiết. Bóng đá Việt Nam sẽ phải làm lại dù rất khó khăn. Xem trực tiếp thể thao đỉnh cao trên FPT Play tại https://play.vn.